xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Chân Trời Sáng Tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 3, đi chợ. Bài 2, âm y và âm ca. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh đó là những hình ảnh gì? À các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một khu chợ đấy. Ở khu chợ có bán rất là nhiều các mặt hàng khác nhau và có rất là nhiều người qua lại để mua hàng đấy. Và chúng ta quan sát thấy ở đây đó là cửa hàng bán kéo. Các em ạ, tiếng kéo có chứa âm ca. Đây là hình ảnh cái kìm, tiếng kìm cũng có chứa âm ca đấy. Đây là bác bán kính, chữ kính có chứa âm ca. Đây là hàng bán kẹo mút, chữ kẹo có chứa âm ca. Đây là bán hạt kê, tiếng kê có chứa âm ca. Còn ở bên đây chúng ta thấy hình ảnh đó là quả bí. Quả bí ở đây có quả bí đỏ và có quả bí xanh. Tiếng bí có chứa âm y. Chúng ta thấy ở đây là củ khoai mì. Tiếng mì có chứa âm y đấy. Như vậy là ở chợ có bán rất là nhiều mặt hàng. Và trong các mặt hàng này thì có những tiếng mà có chứa âm y và âm ca mà hôm nay chúng ta học đấy. Hôm nay chúng ta sẽ học bài âm y và âm ca. Cô giáo giới thiệu với các em, đây là chữ y in hoa, đây là chữ y in thường, còn đây là chữ ca in hoa, đây là chữ ca in thường. Chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc nhé. Các em hãy nghe cô phát âm y, nghe cô phát âm lại y. Cô mời các em phát âm 3 lần. Các em ạ, khi phát âm âm y, luồng hơi đi ra tự do, do đó âm y được gọi là nguyên âm. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc mô hình tiếng sau. Cô giáo có mô hình tiếng bi. Tiếng bi có âm bờ đứng trước, âm y đứng sau, thanh ngang. Và âm bờ là phụ âm, âm y là nguyên âm. Âm bờ đứng trước âm y, ghép lại ta được tiếng bi. Bây giờ các em hãy nghe cô đánh vần. Bờ, y, bi. Cô mời các em đánh vần lại nào. Tiếng bi có chứa âm y mà hôm nay chúng ta học đấy. Tiếp tục, chúng mình hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết đây là cái gì. À các em ạ, đây chính là viên bi đấy. Viên bi này được làm bằng thủy tinh và bằng nhựa cứng để cho các em chơi bắn bi. Bắn bi trò chơi là một trò chơi dân gian và cũng rất là nhiều bạn nhỏ thích trò chơi này đấy. Cô giáo có tiếng sau. Bi. Mời các em đọc lại nào. Trong tiếng bi có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? À các em ạ, trong tiếng bi có chứa âm y mà hôm nay chúng ta học đấy. Vậy hãy chỉ cho cô giáo vị trí âm y trong tiếng bi nhé. Đây là vị trí âm y đấy các em. Âm y là nguyên âm, đứng đằng sau phụ âm bờ. Chúng ta đánh vần như sau. Bờ, y, bi. Mời các em đánh vần lại nào. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc trơn lại bài nhé. Y, bờ, y, bi, bi. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau học âm mới đó là âm y, tiếng mới đó là tiếng bi. Bây giờ chúng mình sẽ học sang âm tiếp theo, đó là âm ca nhé. Các em nghe cô phát âm ca. Mời các em nghe lại. Ca. Âm ca khi phát âm luồng hơi đi ra bị cản lại
sau đó âm ca được gọi là phụ âm. Chúng mình hãy phát âm lại cho cô 3 lần nhé. Chúng mình cùng nhau đọc mô hình tiếng nào. Cô giáo có mô hình tiếng kệ. Các em ạ, tiếng kệ có âm ca đứng trước, âm e đứng sau, thành nặng dưới e. Chúng ta lưu ý ở đây âm ca đứng trước vì âm ca là phụ âm, âm e đứng sau vì âm e là nguyên âm. Phụ âm ghép với nguyên âm tạo thành tiếng kê, thêm thanh nặng chúng ta sẽ được tiếng kệ. Chúng ta đánh vần như sau: ca e kê nặng kệ. Mời các em đánh vần lại nào. Trong tiếng kệ có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học? À, tiếng kệ có chứa âm ca mà hôm nay chúng ta học đấy. Tiếp tục các em quan sát cho cô và cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? À, các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một chiếc kệ để đựng đồ đấy các em ạ. Chiếc kệ này được chia làm nhiều ngăn và chúng ta có thể đựng đồ, và đặc biệt là chúng ta có thể đựng sách vở, đồ dùng học tập của chúng ta lên chiếc kệ này đấy. Cô giáo có tiếng sau: kệ. Mời các em đọc lại nào. Tiếng kệ có âm ca đứng trước, âm e đứng sau, thành nặng dưới e. Cho cô biết trong tiếng kệ có âm gì mà hôm nay chúng ta học? À, tiếng kệ có chứa âm ca mà hôm nay chúng mình học đấy. Âm ca đứng trước âm e vì âm ca là phụ âm. Chúng ta đánh vần như sau: ca e kê nặng kệ. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc trơn lại bài nhé. Ca ca e kệ kệ. Như vậy vừa rồi chúng mình đã học được âm mới đó là âm ca, tiếng mới đó là tiếng kệ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết nhé. Hôm nay chúng mình sẽ luyện viết chữ ghi âm i, chữ bi, chữ ghi âm ca và chữ kệ. Cô giáo giới thiệu với các em, đây là chữ ghi âm i. Cho cô biết chữ ghi âm i có độ cao là mấy ly? À, các em ạ, chữ ghi âm i có độ cao là 2 ly đấy. Vậy chữ ghi âm i có độ rộng là mấy ly? Chữ ghi âm i có độ rộng là 1 ô ly rưỡi đấy. Quy trình viết chữ ghi âm i như sau. Chữ ghi âm i gồm có 2 nét. Nét 1 đó là nét hất, nét xiên ngắn. Nét thứ 2 đó là nét móc ngược phải. Điểm dừng bút ở trên đường kẻ 2. Sau đó chúng ta lia bút lên giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4. Chúng ta để dấu chấm ở trên đầu con chữ Y. Chúng ta được chữ ghi âm Y. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghi âm Y nhé. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em quy trình viết chữ ghi âm ca. Cho cô biết chữ ghi âm ca có độ cao là mấy ly? À, các em ạ, chữ ghi âm ca có độ cao là 5 ly. Quan sát và cho cô biết chữ ghi âm ca có độ rộng là mấy ly? À, các em ạ, chữ ghi âm ca có độ rộng là 3 ly đấy. Và quy trình viết chữ ghi âm ca như sau. Nét 1 đó là nét khuyết trên. Nét khuyết trên có độ cao là 5 ly. Chúng ta đặt bút ở trên đường kẻ 2. Chúng ta viết nét khuyết trên có độ cao là 5 ly. Từ điểm dừng bút của nét 1, chúng ta sẽ lia bút lên trên đường kẻ 2. Chúng ta sẽ viết nét thứ 2 đó là nét thắt giữa. Nét thắt giữa có độ cao là 2 ly. Chúng ta lưu ý là tạo vòng xoắn thắt ở giữa vào đường kẻ 2. Và chúng ta dừng bút cũng ở đường kẻ số 2. Chúng ta được chữ ghi âm ca.
Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ ghi âm ca nhé. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em quy trình viết chữ bi. Chữ bi gồm có con chữ bờ ghép với con chữ y. Con chữ bờ có độ cao là 5 ly. Chúng ta viết con chữ bờ có độ cao là 5 ly. Từ điểm dừng bút của con chữ bờ, chúng ta lia bút sang viết tiếp con chữ y có độ cao là 2 ly. Chúng ta được chữ y âm bi. Tiếp tục chúng ta luyện viết chữ kệ. Đầu tiên chúng ta viết con chữ K có độ cao là 5 ly. Chúng ta lưu ý cái nét thắt giữa của con chữ K. Sau đó viết liền nét lên con chữ E có độ cao là 2 ly. Thanh nặng dưới con chữ E. Chúng ta sẽ được chữ kệ. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ bi và chữ kệ. Như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các em quy trình viết chữ ghi âm y, chữ bi, chữ ca và chữ kệ. Tiếp tục bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Các em hãy quan sát cho cô giáo bức tranh sau và cho cô biết tranh vẽ gì nào. Các em ạ, trong bức tranh vẽ đây là hình ảnh mẹ đang dắt em bé đi chơi. Và chúng ta thấy người mặc váy kẻ màu xanh, đây chính là dì, hay còn gọi là em gái của mẹ đấy. Chúng ta thấy ở đây hình ảnh dì đang cùng mẹ dẫn em bé đi chơi đấy. Cô giáo có tiếng sau, dì. Mời các em đọc lại nào. Tiếng gì có âm giờ đứng trước, âm y đứng sau, thanh huyền trên y. Cho cô biết trong tiếng gì có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học. Các em ạ, trong tiếng gì có chứa âm y mà hôm nay chúng ta học đấy. Đây là vị trí âm y trong tiếng gì. Chúng ta đánh vần như sau. Giờ y gì huyền gì. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng ta quan sát bức tranh thứ hai. Cho cô biết trong bức tranh thứ hai đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh thứ hai đó là hình ảnh hạt kê đấy. Đây là hình ảnh hạt kê. Cô giáo có tiếng sau. Kê. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong tiếng kê có chứa âm gì mà hôm nay chúng ta học. Các em ạ, trong tiếng kê có chứa âm ca mà hôm nay chúng ta học đấy. Đây là vị trí âm ca. Âm ca đứng trước âm e vì âm ca là phụ âm. Chúng mình đánh vần như sau. Ca, e, kê. Mời các em đánh vần lại nào. Chúng mình đọc trơn lại cả hai tiếng này nhé. Dì, kê. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết đây là quả gì. Đúng rồi, đây chính là quả bí ngô đấy các em ạ. Cô giáo có tiếng sau. Bí ngô hay còn gọi là bí đỏ. Chúng ta có từ sau. Bí đỏ. Từ bí đỏ là từ gồm có hai tiếng, đó là tiếng bí và tiếng đỏ. Tiếng bí đứng trước, tiếng đỏ đứng sau. Chúng ta đọc lại cho cô nào. Bí đỏ. Cho cô biết trong từ bí đỏ tiếng nào có chứa âm y. Đúng rồi, tiếng bí có chứa âm y đấy. Đây chính là vị trí âm y trong tiếng bí. Chúng mình đánh vần như sau. Bờ y bi sắc bí, đờ o đo hỏi đỏ, bí đỏ. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết đây là cái gì.
À, đúng rồi, đây chính là cái ví đấy. Cái ví này được làm bằng da, cho nên gọi là ví da. Cô giáo có từ sau: ví da. Mời các em đọc lại nào. Ví da là một vật dụng có thể dùng để đựng giấy tờ. À, đối với những người con trai thì hay thường đựng giấy tờ và tiền ở trong ví. Trong từ ví da, chúng ta cho cô biết tiếng nào có chứa âm y. À, trong từ ví da thì tiếng ví có chứa âm y đấy. Chúng mình hãy quan sát, đây là vị trí âm y. Chúng mình đánh vần như sau: V I V sắc ví, giờ A ra ví ra. Chúng mình đánh vần lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc trơn lại các từ này nhé: bí đỏ, ví ra. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc các từ ứng dụng. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần luyện đọc câu nhé. Cô giáo có câu sau. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô giáo đọc câu nhé. Dì có bí đỏ. Cô mời các em đọc lại nào. Đầu câu viết hoa, chữ gì? Đó là chữ giờ in hoa. Cuối câu có dấu chấm. Khi đọc chúng ta, bạn nào chưa đọc tốt, chúng ta có thể đánh vần như sau: giờ y di huyền gì, cờ o co sắc có, bờ y bi sắc bí, đờ o đo hỏi đỏ. Gì có bí đỏ. Cho cô biết trong câu mình vừa đọc thì tiếng nào có chứa âm y? À các em ạ, trong câu mình vừa đọc thì tiếng gì có chứa âm y? Tiếng bí có chứa âm y đấy. Chúng mình cùng nhau đọc lại cả câu nhé. Dì có bí đỏ. Về nhà các em hãy tìm thêm cho cô giáo tiếng, từ và câu có chứa âm y và âm ca nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần mở rộng. Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là một số hình ảnh. Bây giờ các em hãy quan sát và từng bức tranh, hãy cho cô biết xem từ tương ứng với bức tranh đó là gì nhé. Trước tiên bức tranh thứ nhất, các em thấy đây là cái gì? À các em ạ, đây chính là cái bút chì đấy. Nghe cô đọc nhé. Bút chì. Các em đọc lại nào. Trong từ bút chì thì tiếng chì có chứa âm y mà hôm nay chúng ta học đấy. Tiếp tục bức tranh thứ hai, đó là cái gì? À đúng rồi, đây chính là cái bánh mì đấy. Cô giáo có từ sau: bánh mì. Trong từ bánh mì thì tiếng mì có chứa âm y đấy. Tiếp tục bức tranh thứ ba, đó là cái gì? À, đây chính là cái kéo đấy. Nghe cô đọc nhé. Cái kéo. Mời các em đọc lại nào. Trong từ cái kéo thì tiếng kéo có chứa âm ca đấy. Như vậy là chúng mình đã cùng nhau quan sát tranh và tìm hiểu mở rộng thêm được một số vốn từ của mình bằng những từ ngữ có chứa âm y và âm ca rồi đấy. Chúng mình nghe cô đọc lại cái từ này nhé. Bút chì, bánh mì, cái kéo. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.